chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ clip mèo hoang trên đường chạy và thử tính năng chống rung của cái DJI Osmo Action, coi cái độ chống rung của nó như thế nào nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng mình trên đường chạy của mình, là mình sẽ lần đầu thử cho các bạn xem ha, coi nó có hình ảnh như thế nào nha các bạn. Bắt đầu lên dốc qua đây bà xã mình các bạn, hai chồng mình vượt lên dốc đây các bạn. Đây nó đang xây dựng các bạn, các bạn thấy dốc nè, thấy chưa đó, cái dốc cái này nó sợ mình nè, chạy xuống nó có xuống như này đó. Bà xã mình đang chạy lên các bạn, tiếp tục các bạn ơi. Ai dục một cái bình chữa lửa đây các bạn. Đây là một cái nhà có một cái hội gì đó, bây giờ nó đang dọn sạch hết các bạn, chuẩn bị làm mới rồi các bạn ơi. Đây các bạn thấy cái đường nó làm mới, chuẩn bị làm mới các bạn. Đây các bạn, đồ nó chuẩn bị nó xây dựng mới các bạn đó. Ở đây chuẩn bị xây dựng cái đường, con đường mới. Cái khu này khu chúng ta dễ đi bộ và thư giãn ở đây rất là tốt các bạn. Giờ tiếp tục qua. Lên dốc qua. Có mèo hoang này, mình quay con mèo hoang cho bà coi nha. Đây mình quay con mèo hoang cho bà coi nè. Đó mình trên đường mình chạy nè, mình thấy có con mèo hoang rồi các bạn đó, các bạn thấy không đó. Đây hữu tình mình phát hiện con mèo hoang các bạn, trên đường đang mình chạy đây mình thấy con mèo hoang đây các bạn. Thôi con mèo hoang nó nằm ở cái con đường mòn nữa các bạn đó, các bạn thấy không. Đây mình phải dùng cái điện thoại các bạn, mình phải lấy điện thoại chứ cái DJI Osmo Action này mình đâu có zoom lại được, dùng điện thoại đấy các bạn. Đây đó, rồi các bạn nhìn cái mặt nó ngầu không, wow
Rồi cái mặt nó ngầu quá vô, giống như con báo luôn các bạn thấy không. Wow, cái mặt nó ngầu kìa, mặt nó ngầu quá. Rồi cái này là con mèo quang nha, cỡ mà con không phải là con mèo quang mà coi là con báo, chắc mình bỏ chạy luôn các bạn ơi, chắc mình cũng không dám quay cho các bạn coi đâu. Wow, coi kìa cái mặt nó kìa, ngầu chưa đó. Để mình zoom sát lại chút xíu nữa cho bạn coi ha. Đó, ngầu chưa đó. Wow, con mèo quang các bạn. Rồi giờ mình mệt quá, cái tay run luôn các bạn. Đây cái dùng điện thoại đó, các bạn thấy không, cái điện thoại nó rung, mình điện thoại mình quơ tới đâu nó quơ tới đó. Nên vậy nên DJ Osmo Action các bạn thấy không, mình chạy nó rung cỡ nào nó cũng đâu có mà dùng như cái này các bạn dùng thấy zoom gần lại không, nó rung các bạn thấy không. Đó, cái hình ảnh ấy chao đảo lia lịa luôn, để mình bước tới gần chút xíu coi nó có chạy không các bạn. Wow, qua cái mặt nó ngầu kia kìa. Wow, con mèo cái mặt nó ngầu quá, giống như con mèo rừng luôn đó các bạn. Wow, ghê quá. Wow, vô tình mình trên đường chạy mình phát hiện ra con mèo các bạn. Đây là con mèo quang nha các bạn. Mèo này là nó của nhà của ta mà nó đi vô rừng nó ở các bạn. Đó, nó chạy rồi các bạn. Thôi, nó chạy vô rừng rồi. Rồi, đó, nó đuổi vô trong cái rừng cỏ đó các bạn. Đó, còn theo. Wow, trên đường chạy của mình hôm nay mình vô tình phát hiện con mèo quang. Giờ cái mặt nó ngầu quá ha, cái mặt nó giống như là con beo luôn á. Nếu mà con beo là mình bỏ chạy luôn nha các bạn, mình không dám đứng lại đâu các bạn ơi. Đó đó, bây giờ mình zoom lại cho các coi nè. Đó, nó trong đó các bạn. Đó đó đó, các bạn thấy đó 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 đó, nó chạy đó 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 đó, nó chạy thấy chưa các bạn. Rồi rồi, chạy rồi. Thôi giờ bắt đầu mình tiếp tục các bạn, tiếp tục cuộc hành trình chạy tiếp đây các bạn ơi, các bạn cùng chạy tiếp nha. Đây là con đường giống như vượt địa hình các bạn, chạy lên đồi đó. Đây rất là nhiều đường luôn các bạn. À, xuống đồi các bạn. Rồi ra đường bạn tiếp tục. So sánh rằng cái DJI Osmo Action cái độ chống rung của nó tuyệt vời đến mức độ nào các bạn thấy không.
lúc mình chạy tay mình coi như nó quơ li lịa luôn, nhưng mà mình rung ra li lịa, nhưng mà thấy không, cái hình ảnh trên màn hình nó vẫn coi như là giữ yên, không có bị dao động, chỉ có cái cơ thể mình dao động thôi, chứ cái màn hình nó vẫn là giữ nguyên được cái trạng thái rất là tuyệt vời đó. Bởi vậy nên hôm nay là mình vừa quay lại coi như con mèo qua trên đường chạy của mình, và coi như hình ảnh cái chống rung, cái chống rung tuyệt vời của cái DJ Osmo Action đó. Thì hôm nay cũng mùa xuân rồi, các bạn thấy không, trên đường mình đi thì lúc mình về đó mình thấy cái đoạn này nó có cái bông hoa mùa xuân đầu mùa nó bắt đầu nở rồi các bạn. Bạn thấy không, những cái hoa tím, màu tím tuyệt vời, đẹp tuyệt vời luôn, nó nở, mới nở đi bạn, đấy rất là ngắn chứ nằm gần dưới mặt đất thôi, mình phải ngồi sát xuống mình quay đi các bạn. Bạn thấy không, nhìn rất là đẹp, rất đẹp luôn, đẹp tuyệt vời đó. Thì qua đây là mình cũng vừa chạy thể thao để vận động, để cho nó cơ thể mình đã tăng cường sức đề kháng cho cơ thể mình nó vượt qua cái thời buổi khó khăn này. Thì ở đây nói chung lại là mùa xuân đến rồi, thì từ từ mùa xuân đến thì hoa nó nở rất là đẹp, nên nhà những cái khu rừng, trong đường rừng như thế này nè, các bạn đi chạy bộ, đi dạo bộ rất là hấp dẫn. Nhưng mà cái mùa này thì cũng ít người các bạn, thì sao người ta hạn chế đến thấp nhất cái để đi ra ngoài, nên thì mình đi ra ngoài mình quay lại những cái cảnh này, và mình chia sẻ cái tuyến đường chạy của mình ngày hôm nay là nó có gặp được con mèo hoang, và so sánh cái độ mà chống rung của cái DJ Osmo Action này nó quá tuyệt vời các bạn. Đó, hình ảnh đẹp tuyệt vời các bạn thấy không. Thì qua đây là mình cũng chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn thôi. Cũng rất mong được cái sự đóng góp và chia sẻ của mọi người. Bây giờ sau cái clip này á, thì các bạn cũng cho mình một lời đánh giá, là coi như cái DJ Osmo Action này, cái độ chống rung của nó các bạn thấy có tuyệt vời hay không theo như các bạn nghĩ. Thì nói chung lại là đây là lần đầu tiên mình cầm thấy cái DJ Osmo Action này mình chạy bộ các bạn. Thường thường hôm trước là mình chỉ gắn trên xe, mình so sánh với những cái camera khác trên xe thôi, mình gắn toàn bộ trên xe để cố định tại chỗ đó, thì hình ảnh nó là rõ nét không nói. Còn bây giờ mình cầm chạy bộ như thế này, mình thấy là cái độ chống rung của nó rất là tuyệt vời. Thì bởi vậy mình sau cái clip này mình cũng rất mong được sự đóng góp và chia sẻ của mọi người, và cho mình một lời bình luận cái sản phẩm này có tốt tuyệt vời như mình nghĩ không, theo ý các bạn đó. Thì cái clip này là mình cũng chia sẻ đơn giản vậy thôi. Nếu các bạn cảm thấy hay và yêu thích mình thì hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình đó. Mình rất mong được sự đóng góp của các bạn. Các bạn coi như có những cái ý kiến gì, hoặc là có những lời nói gì, hoặc là một cái ý tưởng gì mới muốn cho mình làm, hay là một cái câu hỏi gì, thì các bạn cứ comment phía dưới để cho mình sẽ giải đáp, và mình sẽ làm việc tốt hơn những cái clip sau cho các bạn, đáp ứng những cái sự yêu thích của các bạn đối với mình đó. Thì nói chung lại là hôm nay chia sẻ clip này đến đây là mình cũng xin là chuẩn bị kết thúc clip này các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Nếu các bạn yêu thích mình hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mà nhớ là phải bấm chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình đưa ra nha các bạn. Đó, bây giờ mình cũng xin kết thúc clip này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, vượt qua cái cơn sóng gió hoạn nạn này. Mình nghe được tin quê hương mình ăn mừng chiến thắng, coi như là vượt qua cái giai đoạn này không có phát triển nữa là mình rất là mừng các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nha. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.
Bye bye.